Vâng xin uh, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Âm thanh Nam thép. Uh, hôm nay cửa hàng em xin giới thiệu với các bác một lô loa uh, đến từ đất nước Nhật Bản của thương hiệu uh, Yamaha. Thì uh, lô loa này tổng cộng của nó là có 10 đôi thôi các bác nhé, 10 đôi. Và model của nó là Yamaha uh, KMS 910 thì uh, bác nào đã quan tâm đến cửa hàng em thì biết rằng cách đây khoảng một tháng hơn một tháng gì đấy bên em cũng đã bán uh, một lô Yamaha uh, model là KMS 900 uh, lô này thì nó sẽ có một chút khác biệt uh, so với những uh, lô trước đó tuy nhiên là giá là vẫn nguyên như thế các bác nhé giá thì vẫn không đổi thì uh, uh, về Yamaha uh, 900 uh, KMS 900 thì cái dòng đó thì nó sản xuất tại Nhật Bản tức là dòng nó là sản xuất trước model này tức là khá trước của nó thì dòng nó đang còn sản xuất tại made in japan còn đối với dòng này thì là 910 thì là nó đã chuyển về sang nhà máy tại trung quốc tức là nó đã di chuyển nhà máy sang trung quốc và dòng này là sản xuất tại trung quốc tuy nhiên là cái vấn đề sản xuất tại trung quốc hay nhật bản thì bên em không quan trọng quan trọng là hàng zin và chính chính hãng cho các bác và hàng ở nguyên bản đấy thì lô loa này thì uh, tổng cộng của nó chỉ là có 10 đôi thôi các bác nhá, 10 đôi đây, à, đây là một đôi này và bên này nữa và còn một số đôi đang trong kia em chưa bê ra, tổng cộng của nó là 10 đôi. thì uh, uh, dự định của em em là cũng định là làm cái livestream để mà bán cái lô loa này. tuy nhiên là em uh, uh, dự báo rằng là cái lô loa này sẽ không đáp ứng đủ uh, cho các bác khi mà livestream, tại vì là em đã dính rất nhiều những cái lô loa, các bác biết rồi đấy là khi mà số lượng ít mà livestream là các bác đặt nhiều thì là rất chi là là là, là, là là phức tạp là các bác là à, người được người không ấy. rất chi là 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 nhiều cái vấn đề thì em làm cái clip này thì bác nào mua chốt thì điện thoại trực tiếp cho cửa hàng em thì à, bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về à, cái dòng loa này một chút nhá về thương hiệu thì có lẽ cũng không còn xa lạ gì đó Yamaha à, của Nhật Bản à, quá quá là quen thuộc và quá, quá là nổi tiếng rồi Đấy, loa Yamaha rồi xe Yamaha chúng ta đều biết rồi thì à, về cái thương hiệu này thì à, chúng ta cũng quan tâm một chút rằng là nó hiện nay nó vẫn còn hai nhà máy, một nhà máy tại sản xuất tại Nhật Bản và một nhà máy tại Trung Quốc. À, từ sau một bảy thì uh, Yamaha cùng với lại uh, BMB đã chuyển uh, dây chuyền về sản xuất mảng âm thanh uh, karaoke hay gọi là KTV uh, sang đặt tại đất nước Trung Quốc. Cho nên mà dòng này là sẽ sản xuất tại Trung Quốc các bác uh, Không còn sản xuất uh, tại Nhật Bản. Và cái đời 910 là cái đời cuối cùng là sản xuất tại Nhật Bản. Tuy nhiên là chất lượng của nó thì như chúng ta đã biết rồi công nghệ của người Nhật thì với sản xuất ở đâu thì nó chất lượng cũng như nhau cả thôi. Đấy. Thì à, bây giờ đây em sẽ giới thiệu về nội thất của nó nhé. À, về thiết kế của dòng loa này thì chúng ta thấy là nó thiết kế kiểu thùng cân. Đấy. À, thùng cân à, một bát 25 nằm ở giữa và hai loa tép. Loa này thì công suất nó sẽ cao hơn. À, công suất côn lớn hơn và từ nó sẽ lớn hơn so với lại KMS 900. À, cho nên mà công suất nó sẽ được cải thiện rất nhiều và loa nó cũng sẽ nặng hơn. À, kích thước thùng thùng của nó kích thước thùng của nó nó sẽ to hơn so với cái dòng cao 900 một chút đấy các bác nhá và cân nặng nó cũng là nặng hơn đấy là là những cái thông số bên ngoài còn à, loa này thì cái tem Yamaha thì nó nằm ngay ở chính giữa đây rồi đấy à, thiết kế cũng khá là đẹp bắt mắt và cũng khá là thời thượng hiện nay đấy thùng này là thùng dán các bác nhá thùng dán dân nỉ ở bên ngoài tuy nhiên là thùng này rất chỉ là vuông vắn là đang còn rất đẹp đấy, các bác đây là cái thùng rất đẹp đây đấy về công suất của nó thì đây chúng ta xem phía sau nhé đây là phía sau chảo loa của nó nhé Phía sau chảo loa thì chúng ta sẽ thấy là cái cọc bắt loa của nó đây À cũng khá là bằng xịn bằng đồng Đấy Đây cọc bắt loa đây Rất là xịn Về thông số kỹ thuật đây Yamaha KMS900 Công suất của nó là muốn à, Làm việc là 150W Kháng chữ là 8 ohm Đấy nhé, 8 ohm Và đây là công suất tối đa là 450W Tần số của nó là 55 hạt đến 20kg Đấy Đồ nhạy của nó là 90dB Đây Có số series của nó đây Số series đây Đấy phía sau của nó nhé thùng loa thì đây cái lô đây em đang còn để đây nhá rất chi là đẹp đấy chúng ta thấy này cực kỳ là đẹp luôn đấy bên nội thất của nó nội thất của nó mà bên em đã tháo ra đây à, bát loa của nó thì bát là bát từ đơn nhưng mà nó khởi hữu cái từ khá là lớn quá nhá từ khá là lớn từ này từ rơi vào tầm 17 cm từ khá là lớn côn của nó là côn đây côn 50 uh, 51 đấy côn lớn khá là lớn đấy à, đặc trưng của dòng Yamaha chúng thay là nhện đỏ hình bãi trầu đấy, hình bãi trầu là như thế này đấy màng loa đây màng loa của nó rất chỉ là xịn Đấy đây chúng ta thấy rồi, đấy, dầu loa màng loa. lô này thì gân của nó còn rất chỉ là tốt, đấy công nhận là cái dòng gân của Yamaha phản khẳng định là rất chỉ là trâu. À, cái lô mà ca máy S 900 hôm trước em làm bán đấy là 40 mấy đôi, tuy nhiên là không có đôi nào là rách gân cả và lô này em thấy là gân của nó còn rất tốt, đấy, rất chỉ là tốt, chưa có dạn gì anh nhá. gân của dòng loa này là khá là ok. À, tuy nhiên là bác nào mà thích thay gân thì có thể liên hệ với cửa hàng này. em em để em sẽ thay cho các bác nhé, thay gần cho các bác. Đấy. Đấy. về từ loa chúng ta xem lại này. Đấy. Đây. Yamaha. Đấy. chúng ta sẽ thấy rằng là à, Yamaha có chữ Yamaha đây và dòng này nó nó đã sản xuất tại China này chúng ta sẽ thấy uh, chữ China dập trên đây nhé. Đấy. China. Tét loa thì cũng thế thôi. Tét loa đây. Đấy. China Yamaha. Đấy tép của nó tép xịn của nó nguyên bản như thế này các bác nhá đấy đấy, đấy tép đang còn rất đẹp đấy, như là thấy này. nói chung là dòng loa của nhật thì nó làm khá là ok có cái tem gì đây nữa này không phải không phải cái tem mà là cái giấy nó dán để cho à, tránh cái cái chân loa này nó chạm vào trong cái từ loa thế thôi còn về phần tần phần tần của nó thì khá là đơn giản nó giống y chang cái phần tần của s 900 này bông tiêu âm thì thủy tinh này bông thủy tinh này. Ừ. Và chúng ta thấy là phần phân tần của nó thì khá là đơn giản đặc trưng nó có hai loại bông thiếu tiêu âm một loại bên này và một loại loại như thế này nhé đấy. đấy. vừa rồi thì bên em cũng đã giới thiệu khá là chi tiết về cái dòng loa này à, bây giờ sẽ công bố cho các bác cái mức giá bán của nó luôn à, giá bán cái loa này là cũng là à, không đổi so với dòng KMS 900 đó là 3 triệu 800 ngàn đồng một đôi giá tại cửa hàng à, bác nào lấy bằng xe thì không cần cọc bác nào mà nhận bằng bưu điện thì bắt buộc phải cọc bên em mới chuyển hàng và lưu ý các bác một điều rằng là số lượng uh, có hạn có rất ít cho nên mà các bác mua thì các bác nhanh tay dù em Đây, còn các bác nếu như các bác và trần trừ em nghĩ là trong vòng hai ba ngày không quá hai ngày là hết hàng đấy đó là cái 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 dự tính của bên em và uh, một cái giá như thế này là giá cực kỳ là hợp lý đối với một model mà hàng xịn uh, đến từ nhật bản như thế này và một model là cao cấp các bác nhé vâng xin uh, cảm ơn tất cả các bác nhé xin chào hẹn gặp lại các bác